Chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, Luật đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định chi tiết về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ nhưng không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, quy định tại điều 137 của luật, không thuộc trường hợp quy định tại điều 139 và điều 140 của luật này. Thứ nhất, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980, nay được ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thứ hai, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Này được Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi có đất, xác nhận không có tranh chấp, thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thứ ba, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Này được Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi có đất, xác nhận là không có tranh chấp, thì diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thứ tư, trường hợp thừa đất có nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng chung thì hạn mức đất ở quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này được tính bằng tổng hạn mức đất, được tính bằng tổng hạn mức đất ở của các hộ gia đình cá nhân đó. Trường hợp một hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhiều thừa đất có nhà ở, được ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì hạn mức đất ở được xác định theo quy định đối với từng thửa đất đó. Thứ năm, hộ gia đình cá nhân thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1 điều 118 của luật này đã sử dụng đất ở, đất phi nông nghiệp trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà không có các giấy tờ quy định tại điều 137 của luật này. Có đăng ký thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận, không có tranh chấp, thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Diện tích đất được xác định khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này. Thứ 6, hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất ổn định và mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân, quy định tại điều 176 của luật này. Thời hạn sử dụng đất tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Diện tích đất nông nghiệp còn lại nếu có phải chuyển sang thuê đất của nhà nước. Thứ bảy, việc áp dụng quy định về hạn mức đất ở của địa phương được xác định diện tích đất ở trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 điều này. Được thực hiện theo quy định, tại thời điểm người sử dụng đất nộp hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Thứ 8. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 điều này mà không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi nhà nước thu hồi đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định. Thứ 9. Nhà nước có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các trường hợp đã đăng ký và đủ điều kiện theo quy định tại điều này. Ngày 18 tháng 1, sau khi kết thúc phiên bế mạc, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15. Thông tin tới báo chí xung quanh dự án Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu cho biết. Điều 138 của luật có quy định xem xét công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Ông Phan Đức Hiếu cho biết, trong Điều 138 có quy định một số nguyên tắc cơ bản, giao chính phủ quy định chi tiết. Với tính chất của luật đất đai không thể quy định chi tiết hơn nữa trong luật. Do đó, phải giao chính phủ quy định cụ thể, chi tiết từng trường hợp, từng thời điểm, hồ sơ, giấy tờ. Liên quan đến việc có bao nhiêu nghị định sẽ hướng dẫn thi hành luật đất đai sửa đổi, ông Phan Đức Hiếu cho biết, khi trình dự thảo luật thì chính phủ cũng trình dự thảo nghị định ban hành kèm theo. Thống kê sơ bộ có khoảng 65 điều khoản giao chính phủ quy định chi tiết. Do đó, chính phủ sẽ ban hành các nghị định để hướng dẫn thi hành 65 điều khoản này. Có thể số lượng dự thảo mà ban soạn thảo gửi kèm theo dự thảo luật chỉ là dự kiến. Bởi trên thực tế, khi thi hành luật, trong quá trình thảo luận, hướng dẫn chi tiết thi hành luật thì số lượng của nghị định có thể tăng lên hoặc giảm xuống. Về những điểm mới của luật đất đai sửa đổi vừa được thông qua, Ông Phan Đức Hiếu chia sẻ, nếu liệt kê chi tiết sẽ có hàng trăm điểm mới. Trong luật đất đai sửa đổi, cá nhân ông cho rằng có 5 nhóm vấn đề mới. Thứ nhất là các quy định nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi và lợi ích của người sử dụng đất. Nhóm này có rất nhiều quy định, có nội dung được thảo luận nhiều như mở rộng quyền sử dụng đất đối với đối tượng là công dân Việt Nam, chính sách đất đai với đồng bào dân tộc thiểu số. Nhóm thứ hai là các quy định tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp trong đó điều 79, thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, được thiết kế thu hồi đất phục vụ cho việc xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này đã được thiết kế mới, thể chế hóa đầy đủ điều 54 của hiến pháp về việc chỉ thu hồi đất trong trường hợp thực sự cần thiết. Nhóm vấn đề thứ ba là các quy định nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Ông Phan Đức Hiếu lấy ví dụ các nội dung như đất sử dụng đa mục đích giới hạn khi chuyển mục đích sử dụng đất đã thu hẹp lại trường hợp phải xin phép nhận chuyển đổi đất nông nghiệp. Nhóm thứ tư là các quy định về tài chính đất đai. Trong đó đã tách bạch vấn đề định giá đất, bảng giá đất, ổn định tiền thuê đất, doanh nghiệp phải trả tiền thuê đất hàng năm. Nhóm thứ năm là quy định nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước về sử dụng đất đai. Trong đó đã yêu cầu cắt giảm bớt các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân. Tại họp báo, Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Bùi Văn Cường cho biết, về dự án luật đất đai sửa đổi, với những vấn đề đã chín đã rõ, đã được đồng thuận thì không có lý do gì không thông qua. Nếu để đến tháng 5 kỳ họp thứ 7 mới thông qua dự án luật sẽ làm chậm sự phát triển, nhất là quản trị quốc gia liên quan đến lĩnh vực này. Việc thông qua luật đất đai sửa đổi sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan có thời gian chuẩn bị các nghị định thi hành. Ông Bùi Văn Cường cho biết, trong lĩnh vực đất đai quan hệ rất phức tạp trong quan hệ giữa nhà nước, người dân sẽ có xung đột lợi ích với nhau. Ông đền bù thì muốn giá thấp, nhưng người dân lại muốn giá cao. Đại biểu cũng sẽ bị chi phối. Thấy cái gì chưa hài lòng theo ý mình đang đại diện cho nhóm đấy, thì đại biểu không đồng tình cũng là bình thường. Những thông tin mới về quy định sửa đổi luật đất đai sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở các chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!